Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Minh Phương. Xin chào chị Minh Phương ạ. Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì đã có nắng mạnh rồi và dự báo thời tiết tiếp theo sẽ như thế nào thưa chị? Dạ vâng thưa chị, dự báo trưa và đầu giờ chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành của Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng ở trên diện rộng đấy ạ. Theo dự báo thì đến chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì trời sẽ nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới là 37 độ C. Đây là mức nhiệt dự báo ở trong lều khí tượng thôi. Còn ở bên ngoài, dưới tác động của hiệu ứng đô thị thì nhiệt độ có thể tăng thêm 2 đến 3 độ nữa và độ ẩm giảm thấp chỉ còn khoảng là 47%. Khoảng sau 16 giờ thì có thể xảy ra mưa dông, quý vị cần đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng gay gắt trên diện rộng cũng xảy ra ở miền Đông Nam Bộ, lan xuống một số nơi như là Vĩnh Long hay là Châu Đốc của miền Tây với mức nhiệt ở đây là 37 độ C, chỉ có Phước Long lên tới 40 độ C, còn Cần Thơ và các thành phố khác phổ biến trong mức nhiệt là 34 đến 36 độ C. Đi kèm với nắng nhiều thì chỉ số tia cực tím cũng tăng cao. Chỉ số này tại Nam Bộ chiều nay dự báo đều ở mức rất cao là mức 9 đến mức 11 trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ. Đi ra ngoài trong khoảng thời gian này thì quý vị đừng quên những biện pháp phòng tránh tia UV cũng như là chống nắng. Tại thủ đô Hà Nội thì dự báo chiều nay trời nhiều mây, khả năng mưa xảy ra cao nhất là trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ với xác suất là từ 60% trở lên. Nhiệt độ cao nhất chiều nay trong khoảng là 30 độ C, thời tiết dễ chịu. Còn bây giờ xin tiếp tục với những thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.